là dứa hả chị? Đúng rồi, dứa em. Dứa hả? Như là dứa mật hả? Ngoài mình gọi là dứa mật, còn người miền Nam thì gọi là thơm tây. Thơm tây. Ờ, còn mình gọi là dứa mật ở Đắk Lắk. Rồi, ta dùng ha. Ừ, thơm tây à. Cũng nhanh à? Nhanh hả? Tại cái con dao này nó trơ quá chứ không là gọt cũng lẹ lắm á. Ờ. Gọt nhát luôn hả chị? Gọt một nhát luôn. Một nhát là nguyên trái luôn hả chị? Đúng rồi em. Ôi, dữ vậy. Ủa hay quá. Rồi thường là chị chạy đi ở đâu? Bây giờ là chị bán này xong rồi chạy sang quận 7. Ồ, sang quận 7. Đấy. Hay chị gọt là một nhát luôn nha cả nhà. Một nhát là ra luôn hết nguyên một trái ha. Trái dứa của mình luôn. Ủa chị, em thấy cái hình như cái này, trái dứa này nó không có mắt nhiều hả chị hả? Nó thưa mắt mà mắt nó thưa. Cái vỏ mình gọt là gần hết thì là mắt rồi. Ừ. Gọt một cái nó đi hết luôn rồi. Ôi, nguyên cái chồng do luôn. Bán cho em cái này nó đi về đó. Dạ, có khách kìa chị, chị cứ bán đi. Mua đi em. Thơm mình bán này chị. 30 ngàn một ký em ơi, gọt rồi đó là thơm thái 60 ngàn. Cái này nó thưa mắt quá nên dễ hơn ha. Đúng rồi. Mà nó có kỳ công hơn kia. Cái kia là khóm nó dày mắt hơn. Ừ. Là thưa giờ chị bán này luôn hả? Hay là chị có bán cái loại kia nữa không? Có bán trái cây mà. À ha. Ví dụ mà khách muốn tìm chị mua thì mua ở đâu? Này tại mình đi bán hàng dạo nên là cũng chạy lòng vòng á. Chứ không có đứng cố định một chỗ. Dạ, nhưng mà khoảng tầm mấy giờ là chị ra ngay chỗ là 418 của bỏ tủ lạnh, nếu như mình ăn trong ngày thì nó ngon hơn. Nó bị
đi xíu ở ngoài. Lấy đây nào lừa đi chú ơi, một ký là 30.000 à. Cái này nó ngọt như bằng cái mấy cái trái nhỏ chú không vậy? Không ngọt đâu rồi em. Ừ. Cái là cái đồ nhập, cái bữa hổm nhập là nó ngọt hơn nè. Đúng rồi. 30.000 một ký thôi. Chú lấy đi con ngọt dùm cho. Lớn nhỏ gì cũng 30.000 hết. Một nhát ăn ngay luôn. Cái này bị cứng rồi. Ờ, nó hơi hơi gì ấy. Cái này là giống như bị nước hay sao chị? Đúng rồi, cái này là vì nước mưa là nó sẽ bị vậy à? Ừ. Tại vì nó có axit á. Mà nước mưa nó cũng có axit nữa. Dễ bị hỏng. Chị bán trái cây được bao năm rồi? Bán từ hồi 2014 đến giờ. Ừ. Có nghĩa là mùa nào mình sẽ bán mùa đó cái đó. Đúng rồi, chính xác. Ủa cái loại dứa này thôi mà chị lấy ở đâu? Ờ, cái to này, cái lớn này là ở trên Đắk Lắk chuyển xuống. Ừ, còn là mối luôn hả chị? Đúng rồi, còn cái này là ở ngoài Bắc chuyển vào. Mấy cái trái vàng vàng này là chín hết rồi đúng không? Hay là phải lựa làm sao ta? Chị, quan trọng là nó lên mật là nó ngọt thôi, em không cần phải nhìn cái da của nó. Hả? Lên mật hả? Đúng rồi. Như thế nào chị? Chứ không biết là tính người ta cứ bảo là nhiều cả người không biết á. À, bảo là trái xanh là nó chua nhưng không phải. À. Quan trọng là nó già, nó lên mật là nó ngọt đấy em. Lên mật là mình coi làm sao chị? Như cái này coi làm sao? Da nó căng nè. À, da nó căng. Mắt nó ướt ướt đó. À. Da nó căng lên ha. Cái đúng rồi. Cái mắt là cái chỗ này nè. Đúng rồi. Là gọi là lên căng mật đó đúng không? Đúng rồi. Rồi nó sẽ chín. Nhìn xa mà thấy luôn rồi hả chị? Hả? Biết chứ. Kinh nghiệm rồi ha. Mình bán quen mình biết chứ. Dạ. Cái trái đó nó cũng căng đó đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mắt nó to nè. Em thấy như trái này là chắc cũng chín nè. Chắc cũng đường này đúng không? Đúng sao? Dạ, nó căng cái phần ấy nó ra rồi. Phần mắt nó ra hết luôn. Rồi, ba trái của em là tổng cộng là bao nhiêu hả? 35. 35 với 60 là 95 nữa. Chị nói là trái này là căng rồi đó. Trái này ngon nè chú. Mà chú không có chịu. Ủa chị cái này có muối không? Chị có muối không? À. Có, mà khi là có muối nhưng mà tại hôm nay xem nó bị hỏng, chị đi trễ quá nên không có mua muối, đi thẳng đi chỗ bán luôn. Dạ. Chứ còn mình mà bán cái này là phải có muối đó. Dạ. Cái loại này là gọi là loại bự nhất rồi chưa? Hay là còn loại bự hơn nữa? Cái này là loại nhỏ đây em. À, loại nhỏ ha, cái loại có nghĩa là bự hơn có nữa. Ủa, tưởng cái trái này cái là... Cái bữa kia còn 3 ký mấy. Ừ. Nói chung bự nhất là 3 ký mấy. Nói chung là theo em thì nếu mà nhìn ở vườn thì em thấy cái này là cũng đã to rồi đó chị. Này chưa có bự đâu, này là nhỏ đó. Nhiều khi là cầm cái chai bự đó, mỏi tay mình gọt không có nổi á. Ừ. Lấy cái hàng vừa vừa này thôi.
giờ luôn. Căng rồi, bắt đầu là tháng 9 rồi đó. Chị còn tranh thủ cho em làm thêm trái này nữa không? Được không? Hả? Em có thêm trái này nữa. Ok. Dạ, tranh thủ ha. Thế là em thấy trái này nó cũng căng quá trời nè. Trái này là được rồi hết chị ha. Một ly vừa nó to hơn bàn tay quá trời luôn. Nhưng mà đây là kiểu như là chưa là cái loại bự nhất ha chị ha. Chưa, bự là phải 4kg, 3kg mấy. Dạ. Mới là bự. Lên màu rất là đẹp, xong rồi rất là đều mắt nữa mà nó căng nữa. Mình nghĩ là cái này là chín rồi. Biết sao nó hơi mùi sét. Nhưng mà chị làm dao Thái Lan. Là thường chị làm bằng dao Thái Lan hả? Gọt là dao này, còn nếu mà chị là phải chẻ dao kia. Kia. Nó khỏi hơi mùi sét á. Khó ăn. Phải kỹ tính vậy hả chị ha? Đúng rồi. Không thể lâu dài được. Tại vì người ta đi mua người ta đâu có biết là ăn được hay không đâu. Nhưng mà mình biết rồi á. Làm cẩn thận cho ta. Chị dễ thương quá à. Ví dụ mà khách có mua khách điện thoại cho chị được không? Điện đâu có biết chỗ nào đâu, điện. Điện là chạy lễ hỏi. Này 2kg rác 60.000. À. Thôi nói chung là tầm tầm giờ mà khoảng cỡ 12 giờ chị ở đây ha, ở ngay chỗ Trần Phú này. Đúng rồi. Thì mình mới được khúc nãy khúc đó. Số 418 của Trần Phú. Dạ. Thôi cái này đã quá chị, mộng luôn á. Tại đây có gọi là dứa mật đó phải không? Đúng rồi. Ủa em quay chứ gì vậy? Em quay á, em thấy dứa ngon quá em quay lại thôi. Vậy hả? Giống như chia sẻ muốn ăn cái món nào mà ngon ngon là em đều chia sẻ hết á. À vậy hả? Dạ. Tại em thấy đầu mùa dứa này mọi người mua dứa rất là nhiều. Nhiều người thì chưa biết cái này, chưa ăn bao giờ cho nên cảm thấy một trái dứa mà mấy chục ngàn là thấy mắc á. Người ta không có mua. Còn nếu mà ai đã ăn rồi á là lần sau người ta ghé là người ta mua tiếp à. Vậy là cái hương vị cái trái dứa này nó sẽ khác hay là nó chua ngọt như thế nào chị? À nó ngọt mà nó thơm ấy em. À đúng rồi. Hàng này đặc biệt không đắt lời luôn. Rồi cái mắt nó xíu không có à. Cái nó rất là dễ là mình gọn luôn. Mà chị gọt một nhát như vậy thì làm cho cái trái dứa mình nó tròn hơn nha, nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Cái này là chưa có nước nhiều đâu em. Nếu mà muốn nước nhiều em để khoảng một hôm nữa là quá trời nước luôn. Có nghĩa là chín mọng hơn nữa. Căng đúng hơn. Rồi, làm mật nó sẽ ra nhiều hơn. Cái này là mới vừa tới thôi. Bỏ tủ lạnh được hả chị? Đúng rồi em. Kết thúc clip ở đây nha cả nhà mình ơi. Rồi cả nhà nếu mà có muốn ủng hộ chị thì đến số khoảng số là ở đầu hẻm của 418 Trần Phú nha, ủng hộ chị nha. Thì Ngọc thấy là ở đây thì kiểu nhiều dứa mà dứa lớn lớn, loại dứa mật đó với lại thơm thái thì để Ngọc ăn và thưởng thức thế nào. Nhưng mà Ngọc thấy nhìn vậy là rất là mọng nước, rất là ngon rồi đó. Rồi bye bye cả nhà của mình. Cả nhà Ngọc về nhà rồi nè. Đó, cả nhà thấy là bây giờ Ngọc có hai loại ở đây ha. Lúc nãy Ngọc mua nha, trái này là trái bự nè. Xong rồi ở đây là trái trái thơm thái á. Quên trái, trái nha, trái thơm thái. Đây thơm thái. Rồi ở bên đây thì là trái dứa mật nè. Bây giờ Ngọc sẽ ăn thử nha, coi hương vị nó như thế nào nha. Ôi, cắt cái miếng nhìn đã không? Nhấm nhấp. Không ngọt vậy. Thơm thái rất là ngọt luôn. Thơm này là ngọt lắm nha cả nhà ơi. Nói chung là Ngọc không biết là nó có giống cái loại thơm mà mình mua gọt sẵn nhỏ nhỏ mini ngày xưa không. Nhưng mà trái thơm này công nhận là ăn là ngọt nè. Bên đây là trái thơm bự nha. Thơm bự thì cái miếng như thế này. Đó. Chị nói không có tua lưỡi, không biết có tua không đây nè. Dứa bự nè, dứa mật này nè. Gọi theo đúng cái kiểu mà chị gọi là dứa mật. Thì nó sẽ có độ chua chua. Nói chung là chua nó nhịn nhịn hơn xíu à. Mình ăn thì mình cảm thấy cái hậu chua của nó. Nhưng mà ngọt vẫn có nha, chứ nó không phải là quá chua chua lét đâu nha. Đó, cái này là ngọt cũng có luôn. Ngọt ngọt chua chua này ăn rất là thích. Còn cái thơm thái là
Nói chung là rất là ngọt. Cơ bản là ăn được nha. Nói chung là xứng đáng chứ không có phải là mình thấy phí khi bỏ ra 155.000 mà ăn hai trái thơm, hai trái dứa bự với lại ba trái thơm nhỏ thì sẽ khá ok, đáng đồng tiền bát gạo. Rồi, cả nhà ủng hộ chị thì nhớ là theo dõi cái địa chỉ Ngọc đã đọc ở phần cuối clip nha, khi mà Ngọc quay ở ngoài đường á. Rồi, bye bye cả nhà của mình.